Xin cảm ơn Kỳ Duyên. Phương Dung xin được hân hạnh kính chào tất cả quý vị của thành phố Vinh. Và sau đây là một ca khúc kinh điển, bài hát đã từng được thu hình cho Marie Benai Thúy Nga và trước 75. Xin mời quý vị nghe tác phẩm Về đâu mái tóc người thương của Hoài Linh. Sao thiếu em